Cả gia đình người sắt phách hôm nay tổ chức đi du lịch. Tôm vừa mua một chiếc xe ô tô thông minh xịn sò bậc nhất thế giới, đi xe điện thời xăng đắt này thì đúng là nhất rồi, xe lại còn hoàn toàn điều khiển bằng giọng nói, bởi vì để trải nghiệm thử tính năng mới, anh chàng tăng ga vận tốc 130 km/h, ai ngờ vừa vui vẻ một tí mặt đã tiêu nhỉu, bộ điều khiển ở dưới bất ngờ gặp trục trặc. Hệ thống giọng nói cũng đơ đờ xoay vòng mãi không được, Tôm có ấn thế nào cũng không có phản hồi. Việc phóng đi với tốc độ này khá nguy hiểm, anh thử dùng chân đạp phanh một cái, úi giời ơi, ngay cả phanh cũng bị hỏng rồi hay sao? Chiếc xe lao như bò điên bị mất khống chế trên đường cao tốc mà cứ phi như trên sân trượt băng. Cô vợ mang bầu ngồi bên sợ hãi, bộ điều khiển lúc này đã chuyển hẳn sang màu hồng. Ba Tôm ngồi sau khóc không ra nước mắt. Tôm thử về số N nhưng hệ thống không cho về. Ba của Tôm tự dưng lúc này lại cười, ông nói rằng phanh không được thì tăng tốc độ là xe sẽ không sao. Nói là làm Tôm lại đạp chân ga, xe tăng một phát từ 130 lên 140 km. Bố của Tôm vẫn ngồi sau chỉ đạo như đúng rồi. Tôm chỉ biết hoang mang đạp chân loạn xạ, đạp một phát hẳn 3 lần luôn bà con ơi. Tăng luôn lên 160 km/h, chiếc xe được đà ngựa chiến lao như bay về phía trước. Tôm phải đánh võng liên tục để tránh vì cao tốc quá đông, làm mấy thanh niên đua mô tô cũng lao tới gạ kèo. Đường phía trước càng ngày càng đông, cứ lạng lách đánh võng thế này cũng không ổn. Tôm lắc mình một cái, chiếc xe rẽ vào làn trong, anh xe vàng ngẩn ngơ mở chiếc cửa, ối rồi ôi. Chiếc xe mới mua anh còn chưa được cầm lái, cứ thế mà lìa xa cánh cửa, anh áo đỏ còn thất thần thì chiếc xe kia đã vượt qua mất tăm mất tích. Lắp thử lại cái coi xem nào, nhưng mà lần này đi đời thật rồi, nghĩ mà tức quá, thôi thì cất cánh cửa xe vào ghế sau cái đã, sau đó lên xe phi đuổi theo chiếc xe đỏ, anh phải đòi lại công bằng. Đúng lúc này mẹ còn gọi điện về ăn cơm. Vừa ăn phải một cục tức no rồi còn cơm nước gì nữa, anh quát lớn vào điện thoại, sau đó cúp máy phóng như bay ở trên đường, quân tử phải trả thù luôn, đợi 10 năm thì đến bao giờ. Cùng lúc này hai cảnh sát giao thông đang sập sình ở trong bụi rậm, ai bảo phân công công tác một nam một nữ làm gì. Đúng lúc này thì xe của Tôm phóng vụt qua, anh giao thông lập tức lên xe truy đuổi, xe vàng cũng phóng qua. Chị giao thông cũng tiến hành truy bắt, mặt khác chiếc xe đỏ vẫn vi vu với vận tốc 160 km/h. Bố Tôm lúc này xung phong, thôi việc khó thì để cái thân già này giải quyết, theo kinh nghiệm cái gì đơ là phải đập. Nhưng chưa làm được cái gì, ba Tôm đã cắm mặt xuống đất rồi, hóa ra là ông chui xuống rút cái cục nguồn gì ấy. Lúc này anh cảnh sát giao thông đã đuổi kịp chiếc xe, Tôm liền kêu cứu mạng, nhưng tốc độ cao nên anh cảnh sát chẳng nghe thấy gì cả. Chị vợ ngồi sau cầm tấm bản đồ ra, tiện tay rút luôn tờ giấy ăn thấm máu mũi của cô nàng bên cạnh, gạch gạch vài đường là ký hiệu SOS kêu cứu, nhưng cảnh sát cũng không biết là chữ gì. Để cho cảnh sát nhìn rõ hơn, con gái lớn liền mở cửa sổ, ai ngờ tờ giấy liền bay đập vào mặt anh cảnh sát. Đúng là không được tích sự gì, mà anh cảnh sát cũng tức lắm, may mà cuối cùng cũng giật được ra tấm bản đồ, lại đi tìm bầu trời riêng của mình, rơi đi rơi lại rơi vào chiếc xe vàng, đúng là tránh vỏ dưa lại dẫm phải phân chó, làm anh áo đỏ mất cả phương hướng rồi. Vừa dừng xe lại để lấy tờ báo thì lại bị cảnh sát nữ chặn đường, anh chàng lập tức tăng ga bỏ chạy. Hôm nay tao nhất định phải trả thù. Phía bên trên ông lão nghịch ngợm rút ra được cả màn hình điều khiển, lỡ ngớ lại làm cái ghế lái bị lỏng, làm Tôm ngay cả giấm cũng không dám đánh mạnh. Quả này nguy rồi, phía trước chính làm trạm thu phí, nhưng xe đang phi như bay thế này, phanh lại còn hỏng nữa không thể dừng lại. Cũng may là anh cảnh sát đã hiểu vấn đề, vội vàng thông báo cho đồng nghiệp mở đường ở trạm. Đội trưởng lập tức cho xả trạm ngay, nhưng hơi sai một tí, trạm thu phí lại xả trạm nhầm miệng nó hướng rồi, anh cảnh sát vẫn còn đứng chửi tổng đại ngu quá, thì bên này Tôm đã gần tới nơi, hết cách rồi, Tôm chỉ có thể đâm qua làn phân cách phóng thẳng một mạch qua bên ngược chiều, may mắn chiếc xe vẫn an lành đi qua không bị làm sao, tổng đài lúc này mới gọi điện lại xin lỗi. Anh cảnh sát vẫn đi trước dẫn đường, ca này thật sự là khó đẻ rồi nha. Anh xe vàng lúc này cũng đến trạm thu phí, nhưng vì kẹt xe nên cũng phải phóng sang làn ngược chiều, nhất định bố mày phải trả thù bằng được. Phía Tôm tự dưng đám chim lại ỉa lên kính xe, Tôm định gạt nước cho sạch kính, ai ngờ nó liền rụng như răng giả, đám bọt trên kính như muốn trêu ngươi thật mà. Đường đi phía trước sương mù có thấy cái gì đâu, phải làm thế nào bây giờ, Tôm thò đầu ra chỗ ô cửa kính để nhìn đường, còn lái xe thôi thì để lão già đành ra tay xử lý. Ba Tôm trèo ra từ ô thoáng trên nóc xe tựa như một siêu nhân gao anh dũng, ông bò lên cửa kính lau sạch đống bọt biển, nhưng chưa yên bình được bao lâu bão tố lại nổi lên, bà chị làm ở thẩm mỹ viện của Tôm gọi điện thoại đến. Hóa ra Tôm xăm môi bà khiến môi sưng như môi cá chê, mắt thì bị híp xuống không nhìn rõ cái gì cả, nhưng giờ phút này Tôm làm sao mà lo được chứ, anh vứt chiếc điện thoại cho ba của mình trả lời bừa, thôi thì việc gì khó lại đến tay của ba. Tôm lúc này nghĩ ra một cách ép sát xe vào thanh ba gie muốn làm xe chậm lại, nhưng thật sự là không được, thôi thì đành đổi lại cho ba lái.
phía bên này đại lý xe hơi đang cho một gia đình khác lên xe thử, cũng là lúc Tôm gọi điện thoại đến đại lý xe hơi để xin trợ giúp, nhưng không ngờ bên này đại lý cũng đang bó tay, khách hàng còn đang thử xe thì xe hỏng, cả gia đình bị nhốt ở trong xe không thoát ra được, chiếc xe quay vòng khiến khách hàng nôn hết ra xe, ông chủ chỉ còn cách gọi nhân viên phòng cháy chữa cháy đến giúp. Cắt phá cửa để giải cứu mọi người, phía bên này đột nhiên có một con ong bay vào xe, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, Tôm rút giày ra đập ong, kết quả bung luôn túi khí, chú ong bị đuổi liền bay ra ngoài, vèo một cái bay thẳng vào anh ô tô vàng phía sau, quả này thật sự là toang hẳn rồi, anh xe vàng mất lái đâm thẳng vào xe cứu hộ, anh chàng điên cuồng đập phá bỏ cửa kính. Không tìm được tên kia để báo thù chắc chắn tao không làm đàn ông nữa. Bên này ông lão đang lái xe thì khát nước, đổ tí nước cho mát, ai ngờ chập luôn ghế điện, Tôm bực mình tháo luôn cả cái táp lô của xe, hy vọng cắt hết dây điện đi cái xe có thể dừng lại, nhưng mà vẫn hoàn toàn không được. Ông lão đang tập trung cao độ để lái xe đột nhiên lại mót đáy, may mắn của con dâu bên cạnh còn tốt bụng. Tiếp ngay cho ông một chiếc túi bóng cỡ lớn, thôi thì có dùng tạm cũng được, ông lão thoải mái chút nỗi buồn của mình, đằng sau chiếc xe vàng lúc này đuổi kịp gần đến nơi, Tôm cầm túi nước tiểu ném ra ngoài cửa sổ, thế là anh áo đỏ hứng chọn không thiếu giọt nào, cuộc đời thử hỏi xem có ai đen đủi bằng anh không, lần này thì bố con thằng nào chịu được, anh vớ lấy thùng rác đằng sau làm mũ bảo hiểm. Bảo vệ não là quan trọng nhất, những thứ khác không quan trọng, chiếc xe lúc này vẫn đi với tốc độ 160, làm thế nào để chiếc xe dừng lại bây giờ, hai cha con cùng hợp lực giẫm phanh một cái, ôi giời không giẫm thì thôi giẫm một cái gãy luôn cả cái phanh xe, phía trước cả đoạn đường đã xếp dài do tắc đường, nếu không phanh lại kịp thì chỉ có nước chết, Tôm bực mình ném luôn cái phanh ra ngoài cửa. Kết quả lại là anh cảnh sát hứng chịu tội, lúc này anh áo đỏ cũng đuổi kịp tới nơi để trả thù, chúng mày dám động vào chiếc xe mới mua của tao à, anh cố tình va vào chiếc xe ép Tôm phải dừng lại, cậu con trai cầm máy bắn cá ra, bắn vào chân của anh áo đỏ không thương tiếc, đâm vào rồi lại rút ra thì còn gì đau đớn bằng nữa, chiếc xe mất lái lao như bay vào một chiếc xe khác. Thế là anh áo đỏ bị nhóm người ở đây lôi ra đánh túi bụi, chuyện của gia đình Tôm lúc này đã lên sóng truyền hình, cảnh sát liên bang cũng đã chạy tới nơi, tiến lên phía trước dùng phanh để hãm lại, chiếc Bentley phanh cháy bánh, kết quả đã giảm được về 120, nhưng gia tốc xe của Tôm vẫn quá lớn, không thể phanh nổi, cảnh sát lên kế hoạch để giải cứu cả gia đình. Hai chiếc xe sát lại gần vào nhau cho từng đứa trẻ chui qua cửa, một ông lão vừa lái xe vẫn cúi đầu sang hóng chuyện, nhìn cảnh này ai mà tập trung lái được chứ, cô gái đang nối giữa hai chiếc xe mà đúng lúc này vợ Tôm lại kêu đau đẻ, trực thăng nhanh chóng được điều tới, nhân viên cứu hộ đu dây xuống đường, may mắn vợ Tôm được giải cứu kịp thời bình an vô sự. Nhưng tình hình lúc này vô cùng nguy cấp bởi phía trước tắc đường xe ô tô đang đỗ dài đằng đẵng, nhân viên cứu hộ thắt đai an toàn cho chiếc xe, quyết định nhấc cả chiếc xe lên trên không trung, nhanh thôi khoảng cách còn ít nữa, hai người căng thẳng hét lớn lên, nhân viên đang đu trên chiếc xe cũng căng thẳng, may mắn đã nhấc được cả chiếc xe lên, hai bố con Tôm vừa vượt qua được thời khắc sinh tử hét lên sung sướng. Nhưng đời đâu có như mơ, ôi thôi thì may mà vẫn còn sống, màn hình chiếc xe điện cũng hoạt động lại bình thường, cứ ngỡ mua được xe mới cho cả gia đình đi chơi, ai ngờ mua phải cái xe điện của hãng mới còn non trẻ. Bộ phim hôm nay đến đây hết rồi, nếu hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, bye bye. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để mình biết nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.